Hello, xin chào mọi người, lại là Xuân đây. Hôm nay thì sẽ có một cái video tổng hợp về dòng xe Winner X. Winner X thì tất cả những cái màu sơn mà quay ở đây đều là màu sơn lên 3D hết. Lên 3D tức là mình đã sơn lại dàn áo, không phải là màu nguyên bản của nhà máy nữa ha. Tất cả những cái màu mà cửa hàng bên Xuân thường xuyên lên thì cũng là những cái màu mà bán rất là chạy, nên là sẽ lên liên tục cho mọi người luôn. Đặc biệt là em xám tím này. Xám tím này là đang là hot trend của 2023. Được lên màu sơn ở rất là nhiều dòng xe. Về những cái màu sơn 3D này thì mình mua lựa chọn màu nào cũng được, giá nó sẽ bằng nhau ha. Hai phiên bản phân thường và ABS thì nó sẽ khác nhau ở điểm nào? Thứ nhất, phân thường này, dòng xe này là phiên bản tiêu chuẩn ha, không có sạc USB. Còn ABS thì sẽ có sạc USB, là sạc điện thoại cho mình. Khá là tiện lợi khi mà mình có thể sạc điện thoại khi mình cần gấp điện thoại hết pin, có công chuyện gì đó, hoặc là mình đi xa, hoặc là những anh chạy dịch vụ. Rất là tiện lợi vì cái cổng sạc nó nằm ngay phía trước luôn nè. Mình có thể vừa sạc điện thoại vừa có thể để cái điện thoại định vị map cho mình chạy xe dịch vụ gì đó, rất là tiện lợi ha. Nên là nếu như mà bạn nào mà mình chuẩn bị mua xe mà đang làm cái nghề dịch vụ chạy xe ráp đồ á, thì mình có thể tham khảo qua dòng xe này, khá là tiện lợi. Và em xe này cũng mang phân khúc là 150. Máy móc thì rất là ok, mạnh mẽ, và của Honda thì mọi người cũng đã biết. Máy móc của Honda thì so ra là sẽ rất là kỹ so với lại những hãng khác rất là nhiều luôn. Và bảo hành cũng vậy, bảo hành thì trên toàn quốc tất cả các cửa hàng Honda mình đều có thể tới bảo hành được ha. Về những cái màu sơn 3D thì tính ra đây là dòng xe độ, thì bên Xuân lên sơn 3D, bên Xuân cũng sẽ lên những cái món phụ kiện đi kèm cho mình. Như là đây, em xe này thì lên phụ kiện nhiều hơn, như là cặp mâm kiểu, rồi là ba ga, trúng độ trước sau. Nhiều em xe thì bên Xuân có lên phuộc nữa. Hiện tại cái dòng xe này thì sẽ có mức giá dao động từ 35,5, 36 cho tới 38 triệu. Giá hoàn toàn bao gồm thuế cho mọi người luôn. Yên tâm khi mà mình tới cửa hàng bên Xuân mua xe ha. Ngoài mức giá Xuân báo ra, mình sẽ chuẩn bị thêm một cái khoản để đăng ký chi phí biển số. Thì cái khoản đó nó sẽ tùy theo cái khu vực của mình. Mình có thể liên hệ qua Zalo Xuân, cho Xuân xin cái địa chỉ đăng ký, Xuân sẽ báo giá cụ thể và chi tiết hơn. Ngoài ra khi mà mình có đặt lịch hẹn trước thì bên Xuân sẽ hỗ trợ giá cho mình từ 5-700 cho tới 1 triệu đồng. Hỗ trợ những cái chi phí đó là để như là chi phí đi lại sang xe này, hỗ trợ đặt lịch hẹn này. Mình phải liên hệ trước qua Zalo hoặc là hotline của Xuân ha. Đây, bên này sẽ có những cái mẫu xe như là màu vàng nữa. Còn con này là phiên bản cũ, có xi nhan này. Phiên bản cũ này là chìa khóa cơ, khóa thường. Còn tất cả các phiên bản mới từ đây qua đó cho tới những cái màu sơn nguyên bản của nhà máy đều là khóa thông minh smart key hết. Nó sẽ khác nhau ha, mình nhìn mình cũng có thể thấy là cái phần kiểu dáng nó khác nhau nè. Tuy nhiên về cái con em phiên bản cũ này thì cũng khá là nhiều người thích cái kiểu dáng của nó hơn. Tại vì nó khác nhau mà nè. Xi nhan cũng khác luôn, chìa khóa cũng khác. Phần sau cũng có một chút khác. Chỉ còn một chiếc duy nhất phiên bản cũ thôi, nên là anh chị em nào đang tìm cái dòng xe, mẫu xe của phiên bản cũ thì mình có thể liên hệ qua Xuân. Rồi mình tham khảo lại màu sơn một lần nữa ha. Mức giá Xuân đã báo sẽ dao động giá từ 35,5 triệu, 36 triệu cho tới 38 triệu này. Lên màu sơn 3D rất là nhiều cho mọi người cùng tham khảo luôn. Và không chỉ những cái màu sơn mà hôm nay Xuân quay ở đây đâu, còn rất là nhiều mà rất là nhiều màu ở trong kho nữa. Nên là khách hàng yên tâm khi tới cửa hàng bên Xuân mua xe thì sẽ có rất là nhiều màu sắc để cho mình lựa chọn. Và ngoài ra sẽ có lên màu sơn theo yêu cầu cho mọi người luôn ha. Mình có thể đặt một cái màu theo cái ý thích của mình, đặt cửa hàng bên Xuân sẽ lên màu cho mình. Cái thời gian trong tầm khoảng là từ 3 cho tới 5 ngày. Có bảo hành màu sơn xe này, có đổi màu cả vẹt xe cho mình để mình hợp lệ đi đường. Rồi, ngoài những cái dòng xe này ra thì cửa hàng bên Xuân còn rất là nhiều dòng xe khác mọi người có thể tham khảo, như là Vario, Exciter 150, 155, rồi là những cái dòng xe tay ga như là Honda Ablet này, Vision này, rồi là những cái dòng xe tay côn như là Sonic, Raider, Satri, rất là nhiều luôn ha. Anh chị em mình đang có dự định hoặc là muốn tham khảo dòng xe nào thì mình cứ liên hệ qua cho Xuân sẽ hỗ trợ và giải đáp thắc mắc của mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại.